thôi. Một cái mặt nạ mà 3.000-4.000, rồi bỏ cái gì ở trong bà nội? 1.000 đồng mờ thâm quần mắt, mờ mắt đó thì có. Ok, hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái mặt nạ có giá rẻ gì. Rẻ lắm luôn, rẻ như cho như biếu gì đó. Và thường chúng sẽ được gắn mác là hàng nội địa Trung, mà chắc không có được mấy người Trung xài đâu. Đầu tiên khi nhắc tới mỹ phẩm Trung Quốc, dù mắc dù rẻ dù dởm dù xịn gì cũng không thể nào chê được cái bao bì. Đôi khi là hơi dởm chút xíu, nhưng về sức sáng tạo và một ít sao chép cộng với giá thành như vậy thì không thể nào mà chê được. Mặc dù có rất nhiều lý do, vô vàn lý do luôn để giải thích là tại sao cái giá của mấy mặt nạ này nó rẻ. Nhưng mà cái đó chỉ là lý do một chiều của mấy má bán hàng thôi. Kiểu anh nói ra để cho nghe thuận tai nhìn thuận mắt vậy đó mẹ. Này nội địa Trung em ơi, sách tay em ơi, số lượng lớn em ơi gì đó đặng cho giá rẻ. Rồi rẻ cái gì mà rẻ dữ thần ơn nó rẻ vậy trời. Bộ mình sách tay xong cái mình đi bộ hay sao mà nó rẻ dữ thần. Không mà bây giờ tôi cho mấy bà đi bộ luôn đó, rồi các trên đường đi bộ chứ không ăn uống gì trơn á, đi thẳng ở bển gì đây luôn. Đi thẳng ở bển gì đây luôn, không ghé đường ăn uống, không cần thông quan luôn, không cần luôn, tự nhiên tới cửa khẩu cái nó đi cho quá trơn luôn. Hay là mấy má tôi đi kiểu dạng đi thỉnh kinh, mấy cái mặt nạ này là còn đỡ đó, là khoảng 3-4-5 ngàn, nếu mà xuống dưới tới miền Tây thì nó mắc hơn 6-7-8-9 ngàn, cùng lắm 10 ngàn là sao không có mắc hơn được. Mà ở đâu mà bán 10 ngàn là bán dở rồi đó má, còn mấy má nào mà mua 10 ngàn nói má dở ẹt luôn, là mình bị dụ rồi đó. Tại vì mấy cái mặt nạ hàng nè, một số hãng người ta cũng làm được mấy cái mặt nạ 10 ngàn, nhưng mà chất lượng nó ok hơn nhiều nha. Rồi chưa quay lại cái vấn đề rẻ để cho coi cái này, tôi không thèm nhìn luôn, là mấy bà biết tôi kỳ thị, tôi khinh bỉ tới cỡ nào rồi đó. Trời đất ơi, tưởng tượng đi, 1.000 đồng, 1.000 một miếng này, ủa lộn, 2 miếng, là 1.000 là thực sự là sản xuất chưa, mình thực sự là sản xuất mỹ phẩm chưa, hay là sản xuất đồ hàng cho nít nó chơi. Nhưng mà thực sự tôi nói cho mấy bà nghe, ví dụ như có một cái món đồ chơi con nít nào mà nó có cái hình thù như thế này thì nó không thể nào rẻ như thế này được. Cái này là cảm nhận về giá cả so với mặt bằng chung của tất cả các loại thị trường mỹ phẩm luôn. Bây giờ tôi đi vô tôi đắp cho mấy bà coi nè. Thiệt ra cái này là tôi đã đắp từ hồi xưa từ rất lâu rồi. Từ hồi mà chưa làm beauty blogger rồi đó má. Một thời học xanh duyên là thế nào cũng có má đi tìm những cái này để xài. Và dù cho có bao nhiêu cảnh báo bài viết video clip nói về những cái mặt nạ này nó kém chất lượng, thì tôi biết là mấy bà vẫn đè nó ra là đắt thôi. Đơn giản một điều là tại vì nó rẻ vậy thôi đó mà. Tới đây chắc ăn có nhiều má nói à, tôi đắp bao nhiêu năm rồi có bị gì đâu. Thế thằng ơi, dưỡng da mà mấy bà đợi tới bị cái gì mấy bà mới lo, thì mấy bà có thực sự là yêu thương làn da không? Thì đúng là đắp lên một số bà sẽ không có bị gì hết từ năm này qua năm kia luôn. Nhưng mà tôi đã thấy rất nhiều bà bị kích ứng rồi. Và cũng sau một khoảng thời gian trải nghiệm thử thì tôi nhận định là cái dưỡng chất ở trong này nó là một cái dưỡng chất giống như làm giả lập vậy đó má. Là giống như thường đó, nó giống như là đồ chơi bán đồ hàng của nít vậy đó, là giống như làm ra đặng chơi cho vui vậy đó, cho đắp lên cho biết thế nào là mặt nạ, đắp lên cảm giác như thế nào thôi. Còn về hiệu quả, về lâu về dài thì nó sẽ ta gọi làm từ vô thưởng vô phạt cho tới gây hại. Còn mấy má mà nói mà đắp mà để cho mềm da trước khi make up thì làm, nói chung là mình có rất là nhiều loại serum giá cả phải chăng, rồi mặt nạ cũng giá cả phải chăng, rồi xịt khoáng giá cả phải chăng. Và cái giá cả phải chăng thì nó khác với cái giá cả hư cấu nha. Ví dụ như cái này là hư cấu nè, nó nào ngơ rộ cả, nó không có cái miếng gì gọi là tinh chất luôn á má, đúng nghĩa cái miếng rau câu đắp lên trên mặt, mà miếng rau câu này ăn không được nữa, má nào dám ăn. Rồi mấy cái miếng này thì mình đắp là đến khi nào thì nó có hiệu quả gì? Mấy bà vô nhắn tin hỏi mấy shop bán, hỏi mặt nạ mắt này để làm gì, mấy má nói để thăm mờ thăm quần mắt. 1.000 đồng mờ thăm quần mắt á, dạ xin kính thưa, thì gọi là mờ mắt á thì có, chứ còn mờ thăm quần mắt thì thôi không nói gì đâu, nói đó nhiều má nó cãi nữa mệt. Nói chung là tôi không có tin nó mà thăm quần mắt hay là có khả năng cấp ẩm chuyên sâu về lâu về dài cải thiện làn da gì. Những cái điều này rất là hư cấu và quan đường đối với những cái miếng mặt nạ ta kêu bằng rẻ rề rẻ mẹ. Nhấn mạnh lại là vẫn có những cái mặt nạ giá cả phải chăng, dùng rất là ok, dễ mua, dễ xài, dễ dùng. Giá phải chăng nó sẽ khác với rẻ bất ngờ. Cái này là bất ngờ thiệt nha má. Bất ngờ mà hơn cái sự bất ngờ, nói chung là nó bất ngờ theo cái kiểu nó rất là bất ngờ mà nó không có gọi là không bất ngờ luôn á. Ví dụ mấy bà muốn giá rẻ mà nội địa Trung đây tôi cũng có, mà người ta rẻ vừa vừa. So với mấy cái phải chăng này thì nó được gọi là rẻ luôn, mà nó không có rẻ như mấy quỷ này. Cái này rẻ đi ghê, rẻ hư cấu, rẻ quan đường, rẻ mà không suy nghĩ nó là mỹ phẩm mà nó có thể rẻ được như vậy luôn. Thiệt ra đối với mỹ phẩm thì mình làm ít, mà mình làm cái gì nó ra cái đó. Cái gì nó chất lượng cái đó, đôi khi nó bị su cà na nhẹ nhưng mà nó vẫn dùng được. Còn làm quá rồi làm đủ thứ hết trơn. Rồi tao nói mỹ phẩm, make up, dưỡng da, skin care gì chứ không có chứ nghe mà. Xài không nào đâu tới đâu chân, giống như là đồ chơi giả lập, đồ hàng vậy. Mặc dù là cái thiết kế bao bì nó rất là phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc, nhưng mà chất liệu nó dởm nha mẹ. Bởi vì ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn là mấy anh quỷ này nè. Nước sơn quá đẹp mà gỗ ở trong gì. Đối với mấy cái này, nếu mấy bà bị kích ứng thì mấy bà sẽ bị kích ứng với hương liệu đầu tiên nha. Quá mùi, ta đã kêu bằng giả trơn gì đó. Mười cái mặt nạ mười màu có một mùi. Mùi mà không có một miếng đầu tư luôn đó má. Cảm nhận nó rất là quá chất công nghiệp. Là kiểu như là bây giờ là quy định là thí dụ như có một mùi rồi, xong rồi cái làm một hãng nó là một mùi đó hết. Là 100, 100, 1.000 loại mặt nạ là đúng một mùi, chừng nào chuyển qua serum là 1.000 loại serum khác là một mùi khác nữa. Thí dụ như hai cái quỷ này
Tôi không hiểu sao nó đã cất công làm cho ra hai cái bao bì hai màu khác nhau rồi, nhưng mà cái chất ở trong cái mùi là tao nói thí dụ đổi xíu được không? Không, cái mùi nó na ná nhau y chang vậy đó. Trời đất ơi, sản xuất mỹ phẩm gì vẻ gì à, đổi cái bao bì, đổi cái màu, cái ra cái loại mới. Để đắp một cái nữa cho vừa lòng nó đà, để không có nhiều má nói là kiểu giống như là mình chê quá, mình không có xài mà chê quá. Rồi nó nói thiệt chứ mấy bà đắp cái này giống như là đắp cho vừa lòng mấy bà, chứ có những thứ là nhìn vô là nó dởm rồi, nhìn vô cái giá là nó dởm rồi. Thằng hơn một cái mặt nạ mà 3,000-4,000 rồi bỏ cái gì ở trong bà nội? Bỏ gì, bỏ hộp é? Bỏ hộp é hay xương xa hộp lựu gì ở trong mà rẻ dữ vậy? Trời ơi, một bịch xương xa hộp lựu hộp é nó còn mắc hơn cái bịch này nữa. Bà nằm bà da nhạy cảm mà dễ kích ứng, người ta nói đắp lên một cái là nó rát rần cái mặt lên liền, không có đợi tới cái mức mà xài về lâu dài dài gì đâu. Còn ai mà đang xài được mà chưa bị gì đó thì suy nghĩ kỹ lại đi nha. Trời đất ơi, nói chung là review tạo nghiệp chơi cho vui vậy thôi, chứ thiệt ra mấy cái bơ mặt nạ này nếu mà nó là quan điểm mà không sử dụng là không sử dụng. Như tôi nè, hồi xưa cái lúc mà tôi xài đó là cái quan điểm của tôi là miễn nó ghẻ ghẻ là ok, xài được được là ok, không kích ứng là ok. Nhưng mà về sau này là thay đổi quan điểm, nhưng mà thay đổi quan điểm là không có xài được, không có xài luôn. Có mua về chê thì có đó, mua về chê, mới mua về chê. Nếu mà nhận xét cho vui đó, hồi nãy giờ là nhận xét cho vui đó, còn nhận xét mà chỉ bằng thẳng thừng đánh giá thì không có gì để nói hết trơn á, chỉ biết là rồi tóm lại là nói chung là tôi không có xài mấy cái này về lâu về dài, và tôi cũng không có tin là nó có khả năng có hiệu quả dưỡng da mà cải thiện làn da. Còn bà nào mà có một cái cơ sở niềm tin nào đó để mà tin vào đó thì có thể comment để chúng ta cùng nhau chia sẻ, biết đâu tôi khai sáng được một chút xíu gì đó để đặt niềm tin tiếp tục vào nó. Và nói thiệt, đồ dưỡng da thì rẻ quá đừng có xài, hãy yêu thương làn da như chính đứa con của mình.